Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc. Tập 161. Chương 1601, Trách Nhiệm Nguy Hiểm 2. Thấy dáng vẻ vội vàng giữ kín như bưng kia, Dịch Phong càng thêm chờ mong. Nghiêm túc gật đầu, nhanh nhân bước về phía trước. Xuyên qua tiên môn cao mấy trượng, thuận theo con đường dài lát ngọc vòng qua quảng trường Hải Vân vây quanh, cuối cùng đi thẳng đến đại điện nguy nga. Ngước mắt ngửa mặt nhìn lên, tấm biển cổ xưa, ba chữ Nguyệt Thần Điện to lớn chiếu sáng rực rỡ, tắm trong ánh nắng trời chiều, phát ra ánh sáng thần thánh không thể xâm phạm. Thân là trưởng lão, Dịch Phong vẫn còn là lần đầu tiên đi đến đại điện của Nguyệt Thần Các, nhìn đến trong lòng chập trùng lên xuống. Có chút kích động đối với sự mạnh mẽ của Nguyệt Thần Các, đồng thời càng tràn ngập chờ mong đối với kẻ địch mạnh mẽ hung hãn trong truyền thuyết. Vững bước đi vào, trong điện đã là mọi người đều đến. Toàn bộ trưởng lão hai bên ngồi xuống, đa số là lão giả tóc trắng. Các trưởng lão trái phải ngồi song song, thánh nữ Thanh Doãn Tiêm Vân, điềm đạm nho nhỏ ngồi xuống thủ vị xếp bên phải, địa rất cao. Trong cung điện to lớn như thế, chỉ có không đến 20 người ngồi, nhưng lại tràn ngập khí thế phi phàm. Dung mạo của các trưởng lão người nào cũng có khí độ không tục phi phàm, nhìn lên đã khiến người ta cảm thấy không phải hạng người bình thường, có thể thấy được ít nhiều nội tình của Nguyệt Thần Các. Ngồi ở trên ghế ngọc chủ vị, một vị nam tử trung niên vững vàng ngồi đó, khuôn mặt nho nhã mộc mạc, nhìn như bình thản, nhưng lại có năng lực trấn áp cao thủ khắp trận. Người này chính là các chủ Nguyệt Thần Các, tên là Tiết Phụng Thiên. Nhìn đủ loại cao thủ khí tràng không tầm thường, còn có cảnh tượng địa vị rõ ràng kia, trong lòng Dịch Phong có chút nắm chắc, cũng có mấy phần chờ mong. Lần đầu tiên với thân phận là trưởng lão đi họp, ít nhiều vẫn là có chút căng thẳng. Đặc biệt là, khi hắn bước vào đại điện, toàn trường đều đưa ánh mắt nhìn đến, phần quan tâm quá mức kia, hoàn toàn khiến cho người ta có áp lực không nhỏ. May mắn là, Thanh Doãn Tiêm Vân mỉm cười đứng dậy. Dịch trưởng lão, bên này. Lúc này, Dịch Phong mới chú ý đến, bên phải còn giữ một vị trí trống, xếp hàng không cao không thấp, vừa vặn thứ hai đếm ngược từ dưới lên. Muội tử này đúng thật là thú vị. Dịch Phong cũng chắp tay hành lễ, nhanh chân đi về phía trước. Một mời một ngồi này đều bị các trưởng lão có mặt ở đây nhìn ở trong mắt, thể hiện không bộc lộ biểu cảm rõ ràng, nhưng đáy mắt đều hiện lên ánh mắt khác nhau, đều là chiến thuật khách sáo hành lễ. Dịch trưởng lão, ngược lại Dịch Phong cũng không để ý nhiều, liên tiếp đáp lễ. Đồng thời, hắn cũng hành lễ mang tính chất tượng trưng với các chủ ngồi ở chủ vị, ân cần thăm hỏi. Dường như các chủ rộng lượng hơn nhiều, khẽ gật đầu mỉm cười. Dịch trưởng lão, không cần đa lễ, mời ngồi xuống. Đợi đến sau khi Dịch Phong ngồi xuống, vị nam tử trung niên nhìn như bình hòa nho nhã này, đột nhiên tản ra khí tràng uy nghiêm. Quan sát về các vị trưởng lão, thần sắc khác nhau trấn áp xuống dưới. Các vị, nếu tất cả các trưởng lão đều đã đến đông đủ, vậy thì bắt đầu thương nghị chuyện ứng đối với Xích Tiêu Thiên Tông. Một câu trầm ổn mở màn, tất cả trưởng lão nghe tiếng ngước mắt, trong nháy mắt. Giữa sân lan tràn không khí trang nghiêm, không có người nào dám tự tiện lên tiếng. Tuy Dịch Phong mới đến, nhưng cảnh tượng thế này hắn cũng không xa lạ gì, không khác gì so với việc kiếp trước đi làm mở cuộc họp, hết sức phối hợp với bầu không khí lăn lộn một chút là được. Nhưng khi nghe đến Xích Tiêu Thiên Tông, hắn vẫn là cực kỳ để ý, vẻ mặt thành thật yên lặng nghe. Gần đây, đột nhiên Xích Tiêu Thiên Tông này vùng dậy, từ một môn phái nhỏ không có danh tiếng gì, trong nháy mắt đã trở thành Thiên Tông một phương. Vượt xa mấy ngàn năm tích lũy của những Thiên Tông khác, loại tốc độ phát triển này quá mức kinh người. Không có ai biết được nguyên nhân bên trong nó vùng dậy được, nhưng sự ác độc của Xích Tiêu Thiên Tông này có lẽ các vị đã từng nghe. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, đã có hai Thiên Tông lớn bị hủy diệt. Phàm là gặp phải thì không có một người nào sống. Từ xưa đến nay, tông môn tranh đấu là chuyện thường tình, nhưng chưa bao giờ có người nào hung ác như thế. Bây giờ Xích Tiêu Thiên Tông và Nguyệt Thần Các ta đã có cọ sát, đoán chừng sớm muộn gì chiến hóa cũng sẽ kéo đến tông môn ta, không biết ý của các vị thế nào. Mấy câu nói vang lên, sắc mặt tất cả mọi người đều có chút ngưng trọng. Mấy vị trưởng lão liên tiếp đứng dậy hành lễ, đảo mắt đã không ngừng tranh chấp. Khởi bẩm tông chủ, lão hủ cho là, Xích Tiêu Thiên Tông chẳng qua chỉ là nhất thời đắc thế, không cần quá mức để ý. Trần trưởng lão, lời này sai rồi, bệnh không tiêu trừ, tai họa vô cùng.
Lúc này để mặc kệ cho Xích Tiêu Thiên Tông tùy ý làm bậy, tương lai sớm muộn cũng sẽ uy hiếp đến Nguyệt Thần các ta. Chương 1602, trách nhiệm nguy hiểm. A. À. Không sai, theo ý của ta, trận chiến này không thể tránh được. Đột nhiên đối phương vùng dậy, nhất định có chỗ dựa, mạo muội xuất chiến tuyệt đối không phải thượng sách. Một nhóm lão đầu tranh đấu đến mặt đỏ đến mang tai, rất có ý khó phân cao thấp. Dịch Phong cũng nghe đến có chút nhướng mày. Xích Tiêu Thiên Tông này hoàn toàn đúng là có chút ý tứ, có lẽ cũng mạnh. Nếu không, các đồng nghiệp trưởng lão Nguyệt Thần Các cũng không đến mức ầm ĩ không hợp thói thường như thế. Đều thiếu chút khiến Dịch Phong mở rộng tầm mắt, thật sự giống như nhìn thấy cảnh tượng trả giá ở ngoài chợ vậy. Dựa theo cảnh tượng ầm ĩ này cứ tiếp tục, đoán chừng người ta đánh đến tận cửa cũng không có kết quả gì. Các chủ Nguyệt Thần Các nhíu mày, đưa ánh mắt nhìn về phía Thanh Doãn Tiêm Vân. Vân Nhi, con cho rằng như thế nào? Câu này vừa hỏi, các trưởng lão cũng thu lại mấy phần, ánh mắt tập trung lên trên. Thanh Doãn Tiêm Vân đứng dậy hành lễ, trang nghiêm, lên tiếng, khởi bẩm sư tôn, đồ nhi cho là, Xích Tiêu Thiên Tông tuyệt đối không phải hạng người lương thiện, bây giờ đã có cọ sát với Nguyệt Thần Các chúng ta. Tương lai sợ rằng khó tránh khỏi giao chiến, kê sách bây giờ, đầu tiên xác minh nội tình và thực lực của đối phương, tiếp đó tính toán kỹ càng mới là thượng sách. Lời này vừa vang lên, các chủ đại nhân vuốt râu gật đầu. Ừm, lời này có lý, đầu tiên phái người đi điều tra một phen. Trưởng lão bốn phía cũng yên tĩnh lại, liên tục tán thưởng. Nhưng vừa nghĩ đến, sắp sửa có người phải thâm nhập vào trong Xích Tiêu Thiên Tông tra xét, các lão đầu đều lộ vẻ mặt do dự. Đặc biệt là trong tình huống không biết thực lực của quân địch, đối mặt với loại tông môn hung hãn này, hung hiểm vượt xa tưởng tượng của mọi người. Có mặt ở đây đều là người thành tinh, biết rõ sự hiểm ác trong đó. Khi tông môn xông pha khói lửa, đương nhiên là chức trách của bọn họ, cũng không có ai không sợ chết, nhiệm vụ khó liệu được sống chết này khiến toàn trường kiêng kỵ thấp thỏm. Đột nhiên, đại điện lâm vào yên lặng, cảm nhận được không khí yên lặng, giống như sắp sửa gặp phải đại nạn. So với kiếp trước trong lớp học thầy cô đặt câu hỏi còn đáng sợ hơn 10 vạn lần, sự hung hiểm của Xích Tiêu Thiên Tông là có thể thấy được ít nhiều. Đến các chủ, cũng đều vuốt râu rơi vào trầm tư. Loại bầu không khí vi diệu này lại khiến cho Dịch Phong càng thêm phấn chấn. Không cần người ngoài chỉ điểm, hắn biết hung hiểm phải đối mặt lần này, nhất định vượt xa ngày trước, nếu không, cũng không đến mức để cho các đại lão hoành phách một phương thiên vực này dầu dĩ như thế. Đây chính là một cơ hội tốt để tìm chết. Dịch Phong càng nhìn càng hưng phấn, quả quyết đứng dậy hành lễ. Các chủ, ta tình nguyện đi điều tra. Lời này vừa nói ra, đột nhiên các chủ và các trưởng lão ngẩng đầu, trong mắt mở to, kinh ngạc. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bao gồm cả các chủ Nguyệt Thần Các trong đó, tất cả cao tầng có mặt đều bị lời nói của Dịch Phong trấn trụ. Không một người nào ngờ được, đối mặt với nhiệm vụ hung hiểm như thế, vị trưởng lão mới này lại không có chút nào do dự lên tiếng xin lệnh. Toàn trường ngạc nhiên nhìn chăm chú, đã khó che giấu được chấn động. Trong nháy mắt, vốn dĩ cảnh tượng đã yên lặng nay càng thêm yên tĩnh. Đến Thanh Doãn Tiêm Vân, cũng là tròng mắt chấn động ngoái nhìn lại, bên trong vẻ mặt bình tĩnh có kinh ngạc và chấn động vô cùng rõ ràng. Người ngoài cũng chưa quen thuộc Dịch Phong, chỉ có đầy mắt kinh ngạc và khó có thể tin, Thanh Doãn Tiêm Vân được nhận ân tình, lúc này đã là trong lòng tràn đầy gấp gáp, vội vàng đứng lên khuyên giải. Dịch trưởng lão, chuyến này hung hiểm, ngươi mới vào Nguyệt Thần Các ta, cũng chưa quen thuộc. Lời khuyên giải còn chưa nói xong, Dịch Phong đã quả quyết khoát tay. Thánh nữ, không cần nhiều lời. Cái khoát tay này chặn lại lời nói, mọi người càng thêm kinh ngạc. Trong mắt các chủ Nguyệt, Thần Các cũng lộ vẻ kinh ngạc, tuyệt đối không thể tưởng tượng được, trưởng lão vừa mới ra ngập, đã có lòng đại nghĩa kính dâng tông môn như thế. Chấn động và bất ngờ đan xen, mọi người có chút khó mà tin được, thế gian thật sự có tài tuấn như thế. Bất giác, các chủ Nguyệt Thần Các cũng lên tiếng khuyên giải, thuận tiện âm thầm thăm dò. Dịch trưởng lão, chuyến đi này vô cùng hung hiểm, tư lịch của ngươi còn ít, cũng chưa có kinh nghiệm quen thuộc các phương diện, hay là nhường trách nhiệm này cho các trưởng lão khác. Các chủ cũng đã mở miệng, đã sớm chấn động, tất cả các trưởng lão sao còn dám ngồi yên, huống chi cũng có chút không giữ được thể diện. Cho dù không có giao tình gì với Dịch Phong, bọn họ cũng đành phải liên tiếp lên tiếng phụ họa. Dịch trưởng lão, các chủ nói rất đúng, việc này vô cùng hung hiểm, mong rằng hãy nghĩ lại.
Các bạn đang nghe chuyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1603, thật đúng là tuấn tài đại nghĩa. Đúng thế, tác phong của Xích Tiêu Thiên Tông này ác độc, vùng dậy lại cực kỳ cổ quái, người không được mạo muội đến đó. Dịch trưởng lão, ngươi sốt ruột lập công ta có thể hiểu được, nhưng phải thận trọng. Toàn trường không ngừng khuyên giải, Dịch Phong cũng là càng nghe càng có tinh thần. Nhìn thân sắc ngưng trọng của các chủ, lại nhìn ánh mắt thấp thỏm phức tạp của các trưởng lão ở bốn phía, hắn phảng phất như thấy được thế lực cực kỳ khủng bố mới trỗi dậy. Bất luận lời nói như thế nào, đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Thiên ngôn vạn ngữ hội tụ, dường như bên tai chỉ còn vang lên một câu. Người trẻ tuổi, lần này đi chắc chắn sẽ chết. Đây không phải là ổn rồi sao? Loại cơ hội tốt như này, trước đó chưa từng có. Dịch Phong trực tiếp nghe đến điên cuồng, trực tiếp ôm quyền hành lễ. Các vị tiền bối không cần nhiều lời. Trách nhiệm tìm hiểu tin tức lần này sẽ do Dịch Phong ta đảm nhiệm. Một lời cao giọng, toàn trường ngạc nhiên. Giọng nói kia tràn ngập quả quyết, không chỉ các trưởng lão bị chặn lại lời nói, đến các chủ nguyệt thần các cũng nghe đến ngây người, căn bản không cho người nào nói gì, kiên định vượt qua tưởng tượng của mọi người. Nhìn thấy Dịch Phong lại lần nữa quả quyết xin lệnh, mọi người mới biết trong lòng người này thật sự có đại nghĩa. Cho dù chỉ là trưởng lão mới đến nguyệt thần các, cho dù là nghe được ra ngoài có nguy hiểm cực lớn, nhưng vì tông môn, người này vẫn là không chút do dự xin lệnh. Người đại nghĩa như thế, thế gian hiếm có. Tuấn tài, tuấn tài. Trong nháy mắt, các chủ nguyệt thần các lộ ra kích động. Lúc này, hắn mới hiểu được vì sao Thanh Doãn Tiêm Vân nhiều lần tiến cử Dịch Phong, nhớ lại từng câu giới thiệu, hắn đã có thể nghĩ đến. Dịch Phong đại nghĩa tương trợ, nhất định vượt qua miêu tả đơn giản như thế, cho nên mới khiến cho đồ đệ cung của hắn cảm kích đến vậy. Đã có tu, vi cấp thiên, tư chất không tầm thường, còn có thể có loại lòng đại nghĩa này, xa thân mạo hiểm vì tông môn. Có được tuấn tài thế này, quả nhiên là phúc của tông môn. Mặc dù tất cả các trưởng lão tề tụ, nhưng không có một người nào có thể quả quyết như thế. Chỉ dựa vào một điểm này, Dịch Phong đã vượt qua người ngoài gấp trăm lần, đủ để cho người khác lau mắt mà nhìn. Trong mắt các chủ nguyệt thần các lộ vẻ phấn chân, vỗ mạnh tay vị ngọc ỷ. Được. Dịch trưởng lão, thật đúng là tuấn tài của nguyệt thần các ta, lần này đi điều tra, nếu như có thể tra ra nội tình của đối phương, có bất kỳ điều kiện gì, bản tọa đều đồng ý hết. Bạch. Tiếng nói thâm trầm vang vọng, trưởng lão ở hai bên đều kinh ngạc ngước mắt. Bất kỳ điều kiện gì, lời hứa hẹn này có thể nói là trước nay chưa từng có. Nhưng trong lòng bọn họ cũng biết trình độ hung hiểm của nhiệm vụ lần này. Tông môn kia bất ngờ vùng dậy, trong đó nhất định có điều mờ ám. Mà Dịch Phong lại có thể là người đầu tiên đứng, đúng lý nên làm như thế. Cho dù trong lòng có chút đố kỵ đối với lời hứa hẹn này, nhưng cũng là tâm phục khẩu phục. Mọi người đã thán phục, Thanh Doãn Tiêm Vân càng là chịu chấn động. Nàng và Dịch Phong đã sớm quen biết, cũng biết tính cách của Dịch Phong không tầm thường, có lòng giúp người, nhưng cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được còn có được đại nghĩa hiếm thấy giống như này. Dịch trưởng lão, để thuận tiện cho ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ chọn lựa hai trưởng lão ngoại môn cùng với 30 đệ tử tinh anh sáng sớm ngày mai chờ ngươi ở cửa sơn môn. Bọn họ sẽ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ngươi, giúp ngươi khải hoàn trở về. Lúc này tông chủ nói, giúp đỡ, như thế sao được? Dịch Phong nghe xong lời này, lập tức muốn mở miệng. Các chủ nguyệt thần các lại là vẻ mặt nghiêm túc, dành trước một bước nhìn chăm chú mở miệng. Dịch trưởng lão, không được chối từ. Lần này đi tra xét nội tình kẻ địch, ngươi cũng chưa quen thuộc tình hình xung quanh, nhất định cần có người dẫn đường, đây là vì hoàn thành trách nhiệm tốt hơn, cũng là vì suy tính cho tông môn. Dịch Phong nghe nói như thế, cũng cảm thấy có chút đạo lý, nên không lên tiếng nữa. Đợi đến khi thương nghị xong, tất cả đã hoàn toàn được quyết định. Các trưởng lão họp xong lần lượt phân tán rời đi về bốn phía. Chỉ có Thanh Doãn Tiêm Vân vội vàng đi lên phía trước dặn dò. Dịch trưởng lão, hành trình ngày mai vô cùng nguy hiểm, hai vị trưởng lão ngoại môn được phái đi có lẽ là tu vi thánh nhân. Ngoài ra 30 đệ tử ta cũng sẽ đích thân lựa chọn, mong rằng dịch trưởng lão sẽ thuận lợi trở về. Nếu như có biến, mong rằng dịch trưởng lão kịp thời lui về, tất cả an toàn làm đầu. Nhìn vẻ mặt muội tử nghiêm trọng, vẻ mặt Dịch Phong đầy vẻ chờ mong hành lễ cảm ơn. Được, đa tạ thánh nữ.
Một câu tạm biệt. Dịch Phong chậm rãi đi ra chính điện đại viện, trong lòng nổi lên tính toán nhỏ. Chương 1604, Lăng Đầu Thành. Bản thân hắn miễn cưỡng được tính là cấp thiên, dẫn theo hai trưởng lão ngoại môn thánh nhân, còn có một vài đệ tử cao thấp không đều, đối mặt với Xích Tiêu Thiên Tông vô cùng hung hãn. Đây chính là lấy trứng chọi đá, dường như là cục diện chắc chắn chết. Dịch Phong trở về nơi ở, vẻ mặt vui thích ý cười. Dù sao, hy vọng nhân sinh gần ngay trước mắt, một đêm yên tĩnh. Mấy đạo thân ảnh tụ tập trước sơn môn đều một bộ dáng vẻ căng thẳng, không ngừng tụ tập bàn tán, thậm chí không thiếu thân ảnh bước đi sắc mặt khó coi. Một đoàn người đứng đầu hỗn loạn, hai vị trưởng lão ngoại môn nhìn thì như mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt cũng cực kỳ phức tạp, dường như đến tâm tư dặn dạy các vị đệ tử cũng không có. Rõ ràng, bị phái đi chấp hành loại nhiệm vụ này, đám người này cũng không quá tự nguyện, dù sao Xích Thiên Tông kia gần đây hung danh đang thịnh, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, lần này đi sống chết khó liệu. Một cái nữa là trong tình huống loại nhiệm vụ gian nan này, còn do một trưởng lão mới dẫn đội, trong lòng có rất nhiều phê bình kín đáo. Lúc này, Dịch Phong nhẹ nhàng bước đến, bái kiến Dịch trưởng lão. Mọi người thấy thế, hành lễ mang tính chất tượng trưng, cũng không hứng thú lắm. Vốn dĩ Dịch Phong cũng một mặt phấn chấn, nhìn thấy loại cục diện mặt ủ mày trao này, thoáng cái có chút ngây người xuất phát từ lễ tiết, đầu tiên cười chắp tay. Hai vị trưởng lão hữu lễ, các vị không cần phải khách khí. Mọi lễ phép gật gật đầu, tiếp tục yên lặng không nói gì. Liên tiếp hai lần, một đám người tất cả đều là mặt ủ mày trao. Nhìn tư thế kia, làm gì có một chút giác ngộ trách nhiệm trong người, chỉ còn thiếu chút viết bốn chữ không tình nguyện lên mặt. Nhưng để cho phấn chấn lòng quân, Dịch Phong vẫn là mang tính chất tượng trưng mở miệng cổ vũ. Các vị, lần này chúng ta gánh vác trách nhiệm, vì tương lai của Nguyệt Thần Các, nhất định phải giữ vững tinh thần. Lời nói vừa vang lên, hai vị trưởng lão mới miễn cưỡng lên tiếng, cần tuân mệnh lệnh của trưởng lão. Lời nói đã ra khỏi miệng rồi, nhưng tâm tình vẫn thiếu thốn như trước. Dịch Phong cười nhạt một tiếng, cũng không trách tội, mà mở miệng an ủi, ta biết, chuyến này quá hung hiểm, mọi người khó trách khỏi có chút tâm tình. Nếu như các ngươi không tình nguyện đi, cũng có thể thông cảm được, bây giờ rút khỏi, ta cũng không trách tội. Lời này vang lên, ngược lại khiến bọn họ vội vã giải thích, cuối cùng tâm tình cũng là tâm tình, nhưng chân thành đối với Nguyệt Thần Các cũng là không có gì để hoài nghi. Dịch trưởng lão lời này sai rồi. Chúng ta thân là đệ tử Nguyệt Thần Các, vì tông môn sông pha khói lửa không chối từ, Dịch trưởng lão có thể đi, đương nhiên chúng ta cũng không dám rơi lại phía sau. Tiếp đó thái độ hai vị trưởng lộ biểu lộ thái độ rõ ràng, các đệ tử khác cũng nhanh chóng lên tiếng. Dịch trưởng lão có thể đi, đương nhiên chúng ta không dám rơi ở phía sau. Dịch Phong cười nhạt một tiếng, như vậy rất tốt. Nếu như thế, bây giờ các vị đi theo ta lập tức xuất phát điều tra tin tức của Xích Tiêu Thiên Tông, vạn nhất tiêu diệt được tông môn kia, chúng ta sẽ có thể quang vinh khải hoàn. Lời này nói ra, không nhịn được truyền âm trao đổi. Ai, đứa trẻ trẻ tuổi này, thật là không biết trời cao đất rộng. Ai, vốn dĩ cho hắn chỉ là trẻ tuổi nóng tính, nhất thời lỗ mãng mới đồng ý nhận lấy loại trách nhiệm này. Không ngờ được hắn lại không biết tự lượng sức mình như thế, còn dám mở miệng tiêu diệt Xích Tiêu Thiên Tông. Xích Tiêu Thiên Tông sao có thể nói diệt là có thể diệt, người ta là đã tiêu diệt hai đại phái Thiên Tông tà môn. Ai nói không phải chứ, đây rõ ràng là Lăng Đầu Thanh, dựa vào có chút tu vi, lại tùy tiện tham công liều lĩnh như thế, tuyệt đối không phải là người có thể đảm đương được chức trách lớn. Bỏ đi, chuyến này có thể giữ được tính mạng, đã là vạn hạnh, kệ hắn đi, ai bảo hắn là cao thủ cấp thiên chứ. Ai, thế mà các chủ lại dễ tin loại người mới này, khiến cho người ta lo lắng mà. Bỏ đi, lên đường đi, lên đường đi. Truyền âm trao đổi mấy tiếng, hai vị trưởng lão mới thu thần sắc lại, đi ở phía trước dẫn đường. Tiếp đó hai trưởng lão dẫn đường ở phía trước, Dịch Phong và các đệ tử khác lần lượt đi theo, hóa thành từng đạo lưu quang từ cửa sơn môn bay ra, vội vã đi về phía xa. Thời gian nửa ngày, đã rời xa Nguyệt Thần Các, đi đến nơi Xích Tiêu Thiên Tông xuất hiện. Vừa mới đi vào khu vực quân địch xuất hiện, thần sắc mọi người trở nên vô cùng căng thẳng, trong gà hóa quốc. Không đợi Dịch Phong lên tiếng, trong đó lão đầu mập đưa tay ngăn đệ tử ở sau lưng, đồng thời lên tiếng hạ lệnh, vẻ mặt nghiêm túc. Các đệ tử nghe lệnh. Các bạn đang nghe chuyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần,
Người trên vạn người của tác giả Phong Lăng Bắc tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1605, Xích Tiêu Thiên Tông đáng sợ, 1. Vì để ngăn ngừa đánh rắn động cỏ, lập tức ẩn giấu khí tức, đổi quần áo bình thường, không được tự tiện phi hành. Một câu nói xong, hai trưởng lão đi đầu bắt đầu đổi quần áo. Các đệ tử sau lưng cũng lần lượt đổi quần áo bình thường, tất cả mọi người rất có ăn ý, dường như không có một chút nào nghi hoặc, động tác dứt khoát nhanh nhẹn. Dịch Phong ngẩn ra một chút, hắn thật ra không ngờ được những người của Nguyệt Thần Các thế mà lại cẩn thận đến loại tình trạng này. Tìm hiểu tin tức khiêm tốn thì không sai, nhưng bây giờ đến bóng dáng cũng không thấy, một loạt hành động, trận thế này có phải là quá chắc chắn rồi không? Thấy Dịch Phong chậm chạp không có động tác, Vương trưởng lão mập mạp nghiêm túc hành lễ, dường như đã có chút lửa tức giận. Dịch trưởng lão, chuyến này chúng ta đi là tìm hiểu tình hình kẻ địch cho tông môn, không dung được bất kỳ chuyện nào qua loa. Xích Tiêu Thiên Tông kia cực kỳ lợi hại, chuyến này nhất định phải cẩn trọng từng bước mới đúng. Ngươi không biết sự lợi hại của Xích Tiêu Thiên Tông, nhưng chúng ta đã sớm nghe thấy, cũng biết rõ hoàn cảnh xung quanh, mong rằng Dịch trưởng lão nghe theo lời khuyên giải của chúng ta. Lão đầu mập tính tình quật cường, Dịch Phong lại không để ý, nhưng nghe ngữ khí căng thẳng trong lời nói, hắn bộc phát hiếu kỳ. Có thể khiến cho hai vị trưởng lão của Nguyệt Thần Các cẩn thận như thế, thậm chí liên tiếp can dặn, thực lực của Xích Tiêu Thiên Tông này nhất định rất mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, trong mắt Dịch Phong đã có ánh sáng. Hai vị trưởng lão, Xích Tiêu Thiên Tông này thật sự lợi hại như thế. Trưởng lão mập sầm mặt lại, lão giả cao gầy cũng tức giận đến gần hành lễ. Dịch trưởng lão, nhất định không được coi thường, thực lực của Xích Tiêu Thiên Tông e rằng không dưới Nguyệt Thần Các ta. Tiếp theo đây làm việc như thế nào? Đương nhiên chúng ta nghe theo mệnh lệnh của ngài, nhưng vẫn xin ngài cẩn thận ứng đối. Không thua kém so với Nguyệt Thần Các. Dựa theo cách nói như thế, thủ lĩnh của đối phương ít nhất là cao thủ ngang hàng với các chủ Nguyệt Thần Các. Dịch Phong nghe đến trong mắt sáng lên, cũng có hình có dáng thay đổi quần áo của mình. Thấy động tác của hắn, hai vị trưởng lão mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời phân phó 30 đệ tử chuẩn bị, lấy ra đủ loại pháp bảo và binh khí, một đám người gần như vũ trang đến tận răng. Có lẽ là ông trời cũng không để cho bọn hắn căng thẳng xuông một hồi, một chiếc phi chú cỡ nhỏ rất nhanh đã đập vào trong mắt mọi người. Chỉ nhìn thấy cờ xí tuyến đầu trên chiếc phi chú kia, đột nhiên hai vị trưởng lão biến sắc. Quả nhiên, có người của Xích Thiên Tông. Các đệ tử nhanh chóng thu lại khí tức. Một đám người nấp ở trong giáp danh rừng rậm, thân sắc đều căng thẳng lên, nhìn chăm chú phi chú ở bầu trời phía xa, giống như gặp đại địch. Vẻ mặt Dịch Phong vô cùng nghi hoặc, nhỏ giọng quay đầu. Đây nhìn như thế nào, hình như cũng chỉ là phi chú bình thường, có lẽ không có nhân vật lớn gì. Thật sự cần phải cẩn thận như thế. Hắn tìm đến Xích Tiêu Thiên Tông là để gặp được cao thủ chân chính. Vừa mới gặp được một chiếc phi chú nhỏ, đã trông gà hóa quốc, Dịch Phong sao có thể nâng lên được hứng thú, cũng cảm thấy không thể nào hiểu được căng thẳng của mọi người. Nhưng ai biết được, trưởng lão mập mạp ở bên cạnh lại là vẻ mặt kiêng kỵ. Dịch trưởng lão, ngươi không biết, tác phong của Xích Tiêu Thiên Tông này tàn nhẫn, mỗi lần xuất thủ đều nhanh như sấm chớp. Hai ngày trước, không đến một đêm đã hủy diệt Vạn Nhạc Thiên Tông, không có người nào biết tại sao bọn họ lại làm được. Lão giả cao gầy cũng ngưng trọng gật đầu. Không sai. Thực lực của Xích Tiêu Thiên Tông e rằng còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của chúng ta, nhất định cần phải cẩn thận ứng đối. Cho dù chỉ là một chiếc phi chu cũng không thể sơ suất, lợi hại như thế. Nghe thấy lời ấy, Dịch Phong cũng giữ vững tinh thần chăm chú nhìn về phía chân trời. Xa xa nhìn tới, chiếc phi chu kia đang xuyên qua tầng mây chạy đến, đoán chừng kích cỡ không đến mấy chục trượng, ở chân trời mênh mông cũng không nhìn thấy được. Nếu không phải gần đây thanh danh dần lên, Nguyệt Thần Các và Dịch Phong cũng là cố ý đi đến tìm hiểu tin tức, e rằng còn khó có thể chú ý đến. Cho dù người không biết chuyện nhìn thấy, cũng sẽ chỉ coi như là một chiếc phi chu có quy mô bình thường. Trên thực tế, trong chiếc phi chu này có hơn 10 nhân vật mạnh mẽ. Trong phi chu, trên chiếc ghế dài hoa lệ ngồi đầy thân ảnh, đều bị áo choàng đen che lấp khuôn mặt. Vốn dĩ tinh thần nên vô cùng hoa mỹ, lại bị tia sáng mờ tối bao phủ, lan tràn áp lực khiến người ta hít thở không thông. Hai bên bóng dáng áo choàng ngồi yên, không có bất luận âm thanh gì vang lên, phảng phất như là rơi vào trạng thái ngủ say.
Chương 1606, Xích Tiêu Thiên Tông đáng sợ, 2. Mãi đến khi bên ngoài tĩnh thất vang lên âm thanh thông báo, khởi bẩm tông chủ, các vị trưởng lão. Phi Chu sắp đi vào địa bàn của Nguyệt Thần Các, không đến nửa ngày, nhất định có thể đi đến Nguyệt Thần Các. Trong nháy mắt, tất cả bóng dáng áo choàng đều chậm chậm ngước mắt, quanh thân khói đen mờ mịt, cả người tản ra khí tức sâu không lường được, con ngươi cũng sáng lên màu máu yêu dã khiến người ta rụt rè. Tất cả mọi người cùng nhau quay người, hành lễ về phía chủ tọa. Chủ tọa trên ghế lớn, trong mắt lão giả râu tóc bạc trắng lộ ra ánh sáng, trên mặt toát ra ý cười âm hàn, rõ ràng tuổi tác đã cao, nhưng da thịt căng mịn tinh tế, giống như thanh xuân phơi phới. Hắn chính là tông chủ Xích Tiêu Thiên Tông thần bí, Đồ Đạo Phương. Thân ảnh Đồ Đạo Phương tràn ngập sương mù màu đen, khó mà thấy rõ khí tức, các vị trưởng lão chỉ nhìn được đường nét mơ hồ trên khuôn mặt, trong đôi mắt tang thương hiện lên sát ý kinh người. Hai tay để lên trên ghế vịn, âm thanh vô cùng trầm thấp truyền vang. Lần này xuất thủ, nhất định phải tiêu diệt Nguyệt Thần Các, một lần hành động đặt vững danh vọng và địa vị của Xích Tiêu Thiên Tông ta, từ nay về sau hùng bá Nam Ly Thiên Vực. Tất cả trưởng lão bóng đen ôm quyền lên tiếng. Nụ cười trên khuôn mặt tràn ngập dã tâm, ẩn hiện ở bên trong ánh sáng lờ mờ, phảng phất như có một chút dữ tợn, ngoan lệ hơn mức bình thường. Cần tuân tông chủ mệnh lệnh, thuận theo đại lệnh truyền ra, âm thanh thương nghị khàn khàn liên tiếp vang vọng. Tông chủ Minh, Nguyệt Thần Các không thể nghĩ đến được, chúng ta lại bất ngờ xuất thủ tập kích. Nguyệt Thần Các thì sao, chẳng qua chỉ là Thiên Tông mà thôi, Thiên Tông bị chúng ta tàn sát, lẽ nào còn ít sao? Mấy đại Thiên Tông chỉ có một chút tạp ngư không đáng để lo, chỉ cần diệt trừ Nguyệt Thần Các, chúng ta sẽ có thể hùng cứ phía tây Nam Ly Thiên Vực, từ đó trở thành Thiên Tông vực phủ. Tông chủ anh Minh, hùng bá vạn cổ. Tiếng cười khàn khàn vang vọng, trong tĩnh thất tràn ngập sương mù đen. Sát khí kinh người khiến nhiệt độ hạ xuống, khí tức sâu không lường được không ngừng đan xen, cho dù có cao thủ cấp thiên bình thường tại trận, cũng chắc chắn sẽ vì cái này mà biến sắc. Những người thần bí đáng sợ này đã thương định tất cả. Tất cả bí mật đều bị bề ngoài bình thường của Phi Chu bao trùm, không có người nào có thể nhìn rõ chân tướng, phảng phất như trời giáng tai họa, không ngờ được lại vô cùng mạnh mẽ. Nhìn về Phi Chu ở phía xa, đám người Dịch Phong lại tiếp tục ẩn núp. Khi bọn họ núp ở trong rừng sâu, lại có một nhóm khí tức không bình thường, đang cả mặt kiên kỵ căng mắt nhìn lên trên không, trong mắt lộ ra thần sắc bi phẫn, hình như đã gấp gáp không nhịn nổi. Lập tức thuận theo tầng mây đi đến, đã đi vào vùng trời trên rừng rậm. Một vị tráng hán râu quai nón nắm chặt hai tay, nhìn sang bên cạnh. Cẩu tặc Xích Tiêu Thiên Tông đến rồi, chúng ta động thủ đi. Tráng hán râu quai nón trần giọng nhìn lại, trong mắt bốn phía các loại người ngựa ẩn náu đều trầm xuống. Gần như trong nháy mắt, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra màu máu, toàn thân ý chí chiến đấu lẫm liệt. Lão giả tóc trắng mặc trường bào dẫn đầu lại đưa tay lên ngăn cản, thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Đợi đã, hơn 10 người nghe tiếng sững sờ. Tráng hán râu quai nón cũng là trong mắt sững sờ, thần sắc kinh nghi hiện lên trên khuôn mặt. Lữ tiền bối, đây là tại sao? Lão giả tiên phong đạo cốt hơi lắc đầu, nhìn sang tráng hán cường tráng, lãnh đạm hỏi. Phương Hải, các vị ở đây đều có thù nợ máu với Xích Tiêu Thiên Tông kia, lẽ nào chỉ có người của Vạn Nhạc Thiên Tông các ngươi muốn báo thù sao? Vô cùng trung khí hỏi một chút, trong nháy mắt chân trụ cảnh tượng. Tiếp đó, lão giả mới ngước mắt nhìn về phía bầu trời, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên ánh sáng. Chúng ta kết minh đợi ở đây, chính là vì đợi người của Xích Tiêu Thiên Tông xuất hiện. Vất vả lắm mới có được cơ hội này, bố trí trận pháp trùng điệp, tuyệt đối không thể nào có một chút nôn nóng. Bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này, nhất định phải hốt gọn một mẻ đám tai họa đáng sợ kia. Bất luận có cái gì sơ sẩy, đều sẽ dẫn đến phí công nhọc sức. Nói rồi, trong mắt lão giả rõ ràng càng thêm mấy phần kiêng kỵ. Tu vi của cao thủ Xích Tiêu Thiên Tông đáng sợ, không được có chút sơ suất nào, nhất định cần phải đợi Phi Chu đi vào trong phạm vi trận pháp. Tất cả trận pháp mới có thể phát động hoàn hảo, mới có thể cho bọn chúng một kích chí mạng. Nghe nói như thế, vẻ mặt mọi người trang nghiêm căng thẳng, đủ loại tiếng phụ họa liên tiếp vang lên. Lữ sư thúc nói không sai, cao thủ Xích Tiêu Thiên Tông nhiều như mây, chúng ta chỉ có lặng lẽ chờ đợi thời cơ, mới có thể một lần hành động đánh tan chúng. Các bạn đang nghe chuyện nguyên lai ta là tuyệt thế, võ thần, người trên vạn người,
của tác giả Phong Lăng Bắc tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1607, Thực lực của Đồ Đạo Phương, 1. Nếu như bàn về đao thật thương thật so đấu tu vi, chúng ta tuyệt đối không phải địch thủ. Nhất là Đồ Đạo Phương kia, quả thực rất đáng sợ. Rất nhiều sư huynh đệ của ta ở trước mặt hắn, chỉ một kích đã toàn bộ bị tiêu diệt, tu vi của người này e rằng đã đến cấp thiên tam phẩm. Các vị đừng nhụt chí, tu vi cao thâm thì thế nào? Bây giờ pháp trận của ba đại thiên tông chúng ta tề tụ, còn có các vị tiền bội đại nghĩa âm thầm giúp đỡ, lẽ có hắn còn có thể có phần thắng. Không sai, bây giờ chúng ta đã bố trí trận pháp 7 tầng, một khi phát động, uy năng tầng tầng chồng chất, cho dù là cao thủ cấp thiên cũng đủ để uống một bình. Đợi đến khi cẩu tặc Xích Tiêu Thiên Tông bị thương, chúng ta cùng nhau tấn công, không hẳn sẽ không có phần thắng. Lập tức mọi người liên tiếp lên tiếng, tráng hán vừa mới nôn nóng cũng cứng răng gật đầu, hành lễ với lão giả. Tiền bối nói có lý, là ta sốt ruột báo thù, nhất thời lỗ mãng rồi, mong rằng tiền bối thứ tội. Lão giả khoát tay ra hiệu, hiền chất không nên tự trách. Thân sắc tất cả mọi người căng thẳng, ẩn nấp ở trong rừng ngửa mặt nhìn lên trên không. Chỉ một lát sau, cuối cùng phi chu kia cũng đi đến trên đỉnh đầu, hoàn toàn đi vào khu vực rừng rậm. Đột nhiên lão giả phất tay, tất cả mọi người thúc động pháp quyết phức tạp. Trong nháy mắt, mặt đất trong rừng sáng lên trận văn thâm ảo, tiếp đó đủ loại chỉ quyết không ngừng biến ảo, quy luật đặc biệt lấp lóe đan xen, phác họa ra hình vẽ cực kỳ phức tạp ở trên mặt đất. Minh văn lấp lóe như sao trời, đạo vận lưu chuyển như hào quang, vạn âm từng trận. Sức mạnh trận pháp khủng bố không ngừng đan xen, phát huy uy năng khủng bố vượt xa bình thường, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, khiến trong mắt tất cả mọi người vô cùng phấn chấn. Cùng nhau thúc động trận pháp, đã không chờ đợi được nữa. Tiếp đó pháp quyết chỉ lên trời, màu sắc rực rỡ trận văn ngưng kết như hồng, lan tràn về phía không trung, sức mạnh kinh khủng kia dường như có thể phá hủy thế gian đến hầu như không còn gì. Tất cả mọi người vô cùng kinh hỉ, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng phi chu bị bắn nổ xảy ra trước mắt. Nhưng ai ngờ được, lưu quang dị sắc chẳng qua bay lên được mấy trượng, thế mà bất ngờ lờ mờ tiêu tán. Trong mắt Phương Hải thân hình tráng kiện lộ ra vẻ giật mình. Còn chưa đợi hắn lên tiếng hỏi, đại trận trận văn ở bốn phía cũng bắt đầu tiêu tán, chỉ trong mấy giây, đã biến mất không còn một chút tung tích. Đừng nói hủy thiên diệt địa giết chết cường địch, đến rừng rậm cũng không lay động. Trong mắt Phương Hải mở to, con người không ngừng chấn động. Đây sao có thể? Vạn Nhận Thiên Sơn đại trận của Vạn Nhạc Thiên Tông ta, hao phí chục cuốn thượng cổ mới dùng được. Sao? Có thể trong nháy mắt đã tiêu tán vô hình. Những người còn lại cũng không ngừng kinh nghi, sắc mặt đại biến. Chuyện gì vậy? Trận pháp truyền thừa của Linh Kiếm Thiên Tông chúng ta tiêu tán không thấy hình dáng. Đại trận của bản môn cũng tiêu tán. Rốt cuộc là vì sao? Phân đoạn nào xảy ra vấn đề? Tiếng kinh ngạc khó tin nổi lên bốn phía, lão giả dẫn đầu Lữ Đông Bình cũng cả mặt kinh ngạc. Nhưng khi hắn nhìn thấy bóng đen đứng trước mắt bao phủ trận pháp, tình cảnh trận văn không ngừng tiêu tán, đột nhiên Lữ Đông Bình ngước mắt. Vừa mới nhìn lên, vốn dĩ trận văn nhỏ bé nên xoay trên không trung, hoàn toàn đúng là có một chút bốc lên, nhưng là bị phi chu bình thường kia xé rách, giống như gỗ mục cảnh khô. Đừng nói phá hủy phi chu, đến một chút sức lực ngăn cản cũng không có. Lập tức, Lữ Đông Bình kinh hãi đến trong mắt chấn động, tuyệt vọng tràn ngập trên khuôn mặt tang thương. Xích Tiêu Thiên Tông, thế mà lại mạnh mẽ như thế. Đại trận chúng ta khổ tâm thiết lập, đã bị đối phương tùy tiện phá hủy, xung quanh phi chu kia thiết lập không gian cấm chế, đã trở thành khu vực một phương, những nơi đi qua, vạn vật thiên địa khó đến gần. Loại thủ đoạn này, vượt xa khả năng chúng ta có thể địch lại. Âm thanh tuyệt vọng lùi bước líu díu vang lên, sắc mặt cường giả ở xung quanh trắng bệch, đứng thẳng bất động ngửa mặt lên nhìn trên không. Vốn dĩ chỉ là phi chu bình thường, trong nháy mắt phảng phất như trở nên vô biên vô tận, che khuất bầu trời thẳng ngàn trên không, cũng hoàn toàn che chấp ánh sáng trong mắt của mọi người. Tinh anh các phái cắn rắn nắm chặt tay, còn có các tinh hỏa còn sót lại của Thiên Tông, tất cả đều không cam lòng đứng thẳng bất động, chỉ cảm thấy bản thân mình giống như một con kiến hôi vô lực. Hoàn toàn yên tĩnh, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Dưới ánh nhìn chăm chú bi phẫn của bọn họ, phi chu vẫn tiếp tục chậm chậm đi về phía trước, ổn định yên tĩnh như thường. Cảm giác bất lực trước nay chưa từng có lan tràn bốn phía,
tất cả mọi người mặt xám như tro. Chương 1608, thực lực của Đồ Đạo Phương 2. Yên lặng nhìn chăm chú, không có còn ý chiến đấu nào nữa, phải làm sao mới được đây? Chúng ta thật sự là không biết lượng sức, thảm thương đến buồn cười. Nếu như kinh động đến cao tầng Xích Tiêu Thiên Tông ở trên Phi Chu, sợ rằng sẽ phải bỏ mạng ở nơi này. Chỉ có thu khí tức lại để tự vệ, giữ được rừng xanh không sợ không có củi đốt. Thế lực khủng bố như thế tàn sát các phái, đại nạn sắp đến rồi. Ai? Mọi người ủ rũ cúi đầu thu lại khí tức, dùng bí pháp ẩn nấp trong rừng, trong đôi mắt có thể thấy được sự hoảng sợ. Ý chí chiến đấu trả thù cũng lờ mờ không còn hình dáng, tất cả đã bị kẻ địch mạnh mẽ trấn nhiếp. Giống như, Xích Tiêu Thiên Tông là sự tồn tại không thể nào chiến thắng được. Nam Ly Thiên Vực sắp gặp phải đại kiếp. Trong Phi Chu, bên ngoài cửa Tĩnh Thân vang lên âm thanh thông báo, vô cùng cung kính. Khởi bẩm tông chủ, hình như trên mặt đất có thiết lập trận pháp, có lẽ có người bố trí mai phục, xin tông chủ hạ lệnh. Trong tĩnh thất mờ tối hoa lệ, thân ảnh ẩn nấp ở bên trong khí tức hắc ám không hề bị lay động. Chỉ có một đạo âm thanh hời hợt truyền ra. Không sao, chắc là những con cá lọt lưới kia, không biết tự lượng sức mình hành động mà thôi. Bốn phía Phi Chu này đã sớm thiết lập cấm chế, phương pháp vô thượng như thế, sao có thể để cho một bầy kiến hôi có một chút khả năng lay động. Cho dù là bản tọa đích thân xuất thủ, cũng chưa chắc có thể phá. Tiếp tục đi về phía trước, hủy diệt Nguyệt Thần Các mới là mục tiêu chuyến này của chúng ta. Một câu vang lên. Các trưởng lão hắc bào còn lại cũng không có thần sắc gì khác thường, không có người nào hao phí tâm thần với bầy kiến hôi này. Giống như ở trong mắt bọn họ, đến Nguyệt Thần Các cũng chẳng qua chỉ là món ăn trên bàn mà thôi. Sương mù đen thần bí khó lường không ngừng lan tràn, tĩnh thất yên lặng lan tràn sát khí kinh người. Thuộc hạ ở ngoài cửa lui ra, Phi Chu tiếp tục đi về phía trước, lập tức đã bay đến bên rìa rừng rậm. Bên cạnh rừng rậm, Dịch Phong cùng với trưởng lão và các đệ tử quan sát đã lâu, trong mắt đầu có một chút cay. Hắn phối hợp với bầu không khí lâu như thế, cũng không thấy có gì lợi hại, ngoại trừ dường như sáng lên mấy đạo áng sáng, còn lại nhìn thế nào cũng chỉ là dáng dấp bình thường. Thật sự muốn nói đến, còn không bằng chiếc Phi Chu Thanh Doãn Tiêm Vân đã từng đi đến Vân Tinh. Trước mắt nhìn thấy Phi Chu sắp bay qua đỉnh đầu. Cả ngửa ngày làm lão lục sắp phí công rồi, Dịch Phong không nhịn được lên tiếng đề nghị. Ta thấy Phi Chu này cũng không lợi hại như các ngươi nói. Xem ra, hẳn là thám tử Xích Tiêu Thiên Tông phái ra, chúng ta cũng là đến tìm hiểu tin tức, hay là đầu tiên đánh một trận, bắt mấy người này đến hỏi. Lời này vừa mới nói ra, trưởng lão và các đệ tử đều ngạc nhiên ngoái nhìn. Đánh một trận, ý của Dịch trưởng lão là chúng ta đánh Phi Chu này, không ổn đi. Vạn nhất có cao thủ ở trên Phi Chu, chúng ta gặp nguy hiểm là chuyện nhỏ, trách nhiệm của tông môn bị ngâm nước bị xử phạt là chuyện lớn. Theo lão phu thấy, lời nói của Dịch trưởng lão cũng có chút đạo lý, hình như Phi Chu này cũng không có chỗ nào đặc biệt. Xung quanh lầm rầm thương nghị nổi lên bốn phía, Lý trưởng lão cao gầy cũng có chút động lòng. Nghe thấy lời nói dao động, Vương trưởng lão ở bên cạnh kiên trì khuyên can. Không được. Chuyến này chúng ta đi có trách nhiệm ở trên người, tuyệt đối không thể mạo muội hành động. Đối mặt với Xích Tiêu Thiên Tông, chỉ một tia sơ suất cũng có thể biến thành đại bại. Tiếng quát khẽ trầm giọng vang vọng, tất cả mọi người đều bị trấn trụ. Loại lời nói cẩn thận này khiến mọi người không dám nhiều lời. Theo lý mà nói, trên người có trách nhiệm hoàn, toàn đúng là phải làm cẩn thận, nhưng đối mặt với một chiếc Phi Chu bình thường, vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí như thế, thì không khỏi có chút quá mức. Dịch Phong đã sớm không kiên nhẫn được nữa, căn bản không quen dùng loại ngôn luận vớ vẩn này. Cái kia rõ ràng chỉ là một chiếc phi thuyền nhỏ, không khác gì lắm với Phi Chu của chúng ta, Nguyệt Thần Các chúng ta có rất nhiều, ngay cả loại nhân vật nhỏ bé này cũng không dám động thủ. Còn chưa bị người ta đánh đến tận cửa, đã sợ thành như thế nào sao? Vương trưởng lão mặt béo đỏ lên, cắn răng không phục hành lễ. Dịch trưởng lão lời này nói quá rồi. Tuy tu vi lão phu thấp kém, nhưng cũng không phải hạng người nhát gan sợ phiền phức. Ta đây đều là suy tính cho trách nhiệm của tông môn, nếu như mạo muội xuất thủ, bất ngờ gặp phải cao thủ, thì nên làm sao cho tốt đây? Dịch Phong là muốn đi tìm cái chết, nhưng mà không muốn hại người khác. Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy chỉ là một chiếc Phi Chu bình thường mà thôi, lại bị lão đầu mập này nói đến rất nghiêm trọng, mở miệng đề nghị,
dường như lại biến thành lời nói lỗ mãng. Các bạn đang nghe chuyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1609, hay là làm một trận. Dáng vẻ căng thẳng kia không phải là đối đãi với một phi chu bình thường. Không biết, còn tưởng rằng trên phi chu là tông chủ Xích Tiêu Thiên Tông đang ngồi đó, một lần lên tiếng phản đối. Trưởng lão mập này, bản thân hắn cũng không có ý kiến gì hay, chỉ biết lên tiếng phản đối, khó khăn lắm Dịch Phong mới có một ý tưởng, thế mà lại bị phản bác. Đây đúng là mẹ nó, rốt cuộc ai mới là thủ lĩnh? Sợ cũng quá mức rồi. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của lão đầu mập, sắc mặt Dịch Phong trực tiếp trầm xuống. Trong phi chu này lẽ nào còn có thể có cao thủ sao? Nếu như có cái gì ngoài ý muốn, các ngươi cứ chạy, một mình bản công tử gánh lấy. Những lời này khiến cho lão đầu mập tức giận đến sắc mặt xanh đỏ đan xen. Dịch Phong cũng không có phản ứng gì, nhìn về phía những người còn lại. Lý trưởng lão, các vị, chúng ta phụng mệnh đi đến điều tra, phi chu của Xích Tiêu Thiên Tông đã đi vào địa bàn của Nguyệt Thần các ta, người ta đều đã chạy đến trên đầu chúng ta rồi, các ngươi chỉ trơ mắt đứng nhìn. Cái này còn có thể nhẫn nhịn, những người này là thám tử của kẻ địch, đây là đưa đến tận cửa rồi, sao có đạo lý thả đi. Là một người nam tử, thì theo ta xông lên. Một câu trầm giọng hét to, nhóm đệ tử trẻ tuổi khí huyết dâng lên. Đến Lý trưởng lão cao gầy ổn trọng, cũng rất giống như thiếu niên điên cuồng, kích động trong mắt không che giấu được nữa, lấy ra một thanh trường kiếm nắm chặt trong tay. Trong mắt Vương trưởng lão lộ ra vẻ ngạc nhiên, vẫn còn muốn khuyên giải. Dịch Phong sao có thể cho hắn cơ hội để giả lợi hại. Đã sớm rút đại bảo kiếm đói khát đã lâu ra, nhón mũi chân, lao về phía không trung. Siêu. Thuận theo Dịch Phong dẫn đầu, nhóm đệ tử trẻ tuổi ở sau lưng cũng theo sát bay lên không. Trong nháy mắt, đại khái 30 người bay ra bên biên rừng phi thẳng về phía phi chu, khiến cho các cao thủ ẩn nấp trong rừng trợn to con mắt. Đây là người ở đây đến. Một chút người đó của bọn họ, không biết nặng nhẹ lao thẳng về phía phi chu, nhất định sẽ bỏ mạng. Ai, chúng ta cũng không đủ sức ứng đối, bọn họ chỉ có thể đi tìm cái chết vô nghĩa rồi. Lẽ nào mở to mắt nhìn bọn họ đi chịu chết? Chúng ta phải lấy đại cục làm trọng, tuyệt đối không thể xuất thủ để lộ khí tức, đợi đến khi phi chu rời đi. Rồi lại thông báo những việc ác của Xích Tiêu Thiên Tông đi khắp bốn phương, thỉnh cầu tiền bối cao nhân giúp đỡ. Chỉ có như thế, tàn quân của các tông, trong mắt đều cảm khái tiếc hận. Nhìn đám hậu bối tuổi trẻ không rõ thân phận lao về phía phi chu, bọn họ chỉ có thể ẩn nhẫn, trên mặt lộ vẻ xấu hổ và tiếc hận. Trên phi chu, mấy tên đệ tử tuần tra của Xích Tiêu Thiên Tông đang cười khẽ, trên mặt mang theo mấy phần ngạo khí. Tông chủ đúng là cao thâm khó lường, cho dù có trận pháp, cũng không làm gì được phi chu của chúng ta. Ha ha, chỉ là một đám chó nhà có tang mà thôi. Không sai, loại sâu kiến không biết tự lượng sức mình này, căn bản không đáng giá nhắc đến. Như thế cũng đúng, ở trước mặt Xích Tiêu Thiên Tông chúng ta, những thiên tông khác không chịu nổi một kích, Nguyệt Thần các gần đây rất có danh vọng, lật tay là có thể hủy diệt được. Sau này Nam Ly Thiên Vực, chính là Xích Tiêu Thiên Tông chúng ta độc bá, ha ha ha. Trong lúc mấy người đang đắc ý nói cười, đột nhiên để ý đến trên không trung ở phía sau lưng có bóng người đang phi nhanh, ngây người xem xét. Chỉ thấy đại khái có khoảng 30 người, trong tay cầm trường kiếm đuổi theo, Dịch Phong dẫn đầu còn trẻ tuổi, nhìn có vẻ cũng không giống là nhân vật nào đó. Dường như những người còn lại ở sau lưng cũng đều là người trẻ tuổi, đều mặc quần áo bình thường, càng không đáng giá nhắc đến. Đơn giản nhìn một lượt, hình như là một nhóm tán tu mới ra đời. Lập tức, mấy đệ tử Xích Tiêu Thiên Tông cười ra tiếng, giống như là nhìn thấy chuyện cười nào đó. Vừa mới nói, kết quả lại có một bầy kiến hôi nữa đến. Chậc chậc, chắc không phải bọn họ cho là bản thân mình có bản lĩnh chặn phi chu của bản tông đó chứ. Không phải chứ, dựa vào bọn họ, đến cấm chế của tông chủ đại nhân cũng khó mà lay động. Đạo quân Ô Hợp cũng dám động thủ với Xích Tiêu Thiên Tông chúng ta. Nếu không thì tại sao lại nói là sâu kiến vô tri chứ? Ha ha ha. Trên phi chu, tiếng cười nổi lên bốn phía, đệ tử Xích Tiêu Thiên Tông một trận cười nghiêng nghiêng ngả ngả. Mặc cho Dịch Phong dẫn người giết đến, hoàn toàn không có một chút nào nhìn thẳng. Trên mặt, đất, rất nhiều tàn quân cao thủ của các tông, sắc mặt cũng đã ảm đạm.
bất luận là phương nào, đều không đặt tướng lĩnh cầm đầu Dịch Phong ở trong mắt. Mặc cho Dịch Phong dẫn người đuổi theo, lập tức đã đến bên cạnh. Chương 1610, đều là tạp ngư, 1. Nhìn mấy sa điêu lớn nhỏ ở trên phi chu, nhìn dáng vẻ hình như cũng có chút bản lĩnh, Dịch Phong cũng hơi nghiêm túc, hai tay nắm đại bảo kiếm, chém một đường về phía trước. Lập tức, chỉ nghe một tiếng vang giòn vang lên, chấn động thiên địa. Răng rắc, tiếng nổ mạnh xuyên thấu tầng mây, phi chu bị một kiếm bổ ra. Vật to lớn mấy chục trượng, trong nháy mắt bị chia làm hai nửa, đột nhiên tất cả mọi người sững sờ, trong nháy mắt hình ảnh giống như bất động. Trên mặt đất, các cao thủ còn may mắn sống sót của các đại tông môn đã trợn mắt há mồm, con ngươi đều sắp chừng rớt ra ngoài. Một khắc trước, mấy đệ tử Xích Tiêu Thiên Tông còn cười to đàm luận, thế mà bây giờ lại bị hai nửa phi chu ngăn cách, trên mặt không còn ý cười, bên trong sắc mặt tái nhợt chỉ còn vẻ hoảng sợ. Đây, phi chu không ngừng nứt sang hai bên, bên trong tiếng nổ chấn động bao phủ đủ loại kinh khô. Không cách nào tưởng tượng được, cấm chế khủng bố được bố trí ở phi chu, thế mà lại bị chém ra dễ dàng như thế. Một kiếm, chỉ một kiếm mà thôi. Đến mấy đạo trận pháp chồng chất, cũng không hao tổn được một chút lông tóc nào của phi chu, thế mà lại cứ thế bị một phân thành hai rồi. Đây là tu vi đáng sợ đến bậc nào? Càng kinh khủng hơn chính là vết nứt ngay ngắn mấy trượng khiến người khác kinh hãi kia vẫn đang không ngừng mở rộng, đến đỉnh núi ở phía xa cũng đều bị tác động đến, trong chốc lát nứt ra. Đến tĩnh thất bí mật ẩn sâu trong phi chu cũng bị bổ ra ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, áng nắng chiếu sáng tất cả thân ảnh, bao gồm cả tông chủ Đồ Đạo Phương có khí tức mạnh mẽ, trên mặt hơn 10 cao thủ khủng bố hiện lên thần sắc kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Đột nhiên Đồ Đạo Phương kinh ngạc đứng dậy, 10 đại trưởng lão cũng hoảng sợ bay lên không trung. Bọn họ tuyệt đối không thể tưởng tượng được, phi chu vững như thành đồng, thế mà trong nháy mắt đã nứt ra. Còn không đợi Đồ Đạo Phương biết rõ tình hình, một đạo kiếm mang khủng bố đã khai thiên tích địa bay đến. Hắn chưa kịp phản ứng, đã bị kiếm mang lướt qua bên trái, nhất thời tĩnh thất hoa lệ một chia thành hai, các loại chân bảo được bày biện, rơi xuống mặt đất như bụi mù. Tiếng nổ vang vọng, toàn trường hoảng sợ. Hai mắt Đồ Đạo Phương choáng váng, đúng là cảm thấy hoảng sợ chưa bao giờ có. Lập tức bay lên không trung, dẫn theo 10 đại trưởng lão đi xem xét. Thần thánh phương nào? Lời nói của hắn vừa mới hô ra khỏi miệng, đã bị một tiếng hô to vang dội bao phủ lên trên. Các huynh đệ, giết! Nơi này tất cả đều là tạp ngư, nhìn phi chu rác rưởi này đi, còn không phải là bị một kiếm của ta chém đôi sao, bắt. Thủ lĩnh dễ như trở bàn tay, thời điểm lập công đến rồi. Dịch Phong vung tay hô to, trong mắt tràn ngập lòng tin. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng một kiếm phá phi chu, những đệ tử ở sau lưng thấy tình hình này, đương nhiên trong mắt lộ vẻ phấn chấn, lòng tin tăng cao, cũng thử hô to lấy thêm can đảm. Phi chu này cũng chỉ như thế mà thôi, Dịch trưởng lão nói không sai. Đây chính là một chiếc phi chu bình thường, có lẽ là thám tử của Xích Tiêu Thiên Tông. Một nhóm tạp ngư, chúng ta không cần phải cẩn thận chặt chẽ như thế. Giết! Thời điểm lập công cho tông môn đến rồi. Mấy người dẫn đầu hô to, ý chí chiến đấu của đệ tử Nguyệt Thần Các càng đậm hơn. Đột nhiên thấy một đám người đánh đến, khí thế như hồng, trong mắt Đồ Đạo Phương cũng choáng váng. Hắn tự hỏi, gần đây quét ngang mấy đại thiên tông, còn chưa từng gặp phải đối thủ nào lợi hại như thế, tại sao lại đột nhiên nhảy ra một đám người trẻ tuổi, thế mà lại mạnh mẽ như thế. Phi chu bố trí cấm chế, bị tùy tiện phá hoại thì thôi đi, đối phương lại dám chủ động đánh đến, không có gì sợ hãi. Càng kỳ quái hơn chính là hắn đường đường tông chủ lại bị một nhóm lăng đầu thanh không rõ nguồn gốc này gọi là tạp ngư, quả thật đúng là nhục nhã lớn lao. Nhãi danh, không biết sống chết, Đồ Đạo Phương vừa kinh vừa sợ, bạo phát uy thế khủng bố. 10 đại trưởng lão ở bên cạnh cũng vận chuyển sức mạnh đại đạo sâu không lường được, quanh người bắt đầu lan tràn ra sương mù màu đen quỷ dị, bá khí phi phàm. Một khi bày ra loại khí thế này, tiêu diệt cấp thiên giống như tiêu diệt sâu kiến. Đúng vào lúc bọn họ đang ấp ủ uy năng khủng bố, Dịch Phong cũng cầm theo kiếm chạy đến. Đưa tay đã là mấy kiếm, cạch, 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 chỉ nghe mấy tiếng giòn vang, những nơi kiếm mang đi qua đều máu thịt tách rời. Đồ Đạo Phương và 10 đại trưởng lão trong chốc lát đã bị thi thể tách rời, toàn bộ quá trình giống như cắt rau gọt dưa.
ánh mắt trợn to kinh hãi đến khó nhắm lại, tứ chi thi thể nát bét rơi xuống mặt đất. Dịch Phong cầm theo kiếm bay lên hô, tiếp tục la lên với đệ tử ở sau lưng. Các bạn vừa nghe xong tập 161 của bộ truyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.